Và kính thưa quý vị, tiếp theo phần thứ ba của chúng ta có câu chuyện liên quan đến Iran. Chắc quý vị nghe những tin tức liên quan ở Địa Trung Hải trong mấy ngày vừa qua. Đã xảy ra cái chuyện Iran tấn công các tàu chở dầu. Lúc đầu là 4 chiếc vào ngày mùng 14 tháng 5. Trong đó có 2 chiếc của Saudi Arabia, rồi cái khu bơm dầu của Saudi Arabia và 1 chiếc của Na Uy. Rồi đến ngày 18 tháng 6 vừa rồi lại thêm cái vấn đề tấn công 2 chiếc tàu chở dầu khác. Một chiếc gọi là Kukuka Courageous của Nhật Bản và một chiếc gọi là Antia của Thụy Điển hoặc là Na Uy gì đó. Thế thì hai chiếc này lần này bị tấn công khác. Một chiếc bị bốc cháy là chiếc của Na Uy. Còn chiếc Nhật thì lại không nổ là vì cái mìn mà nó gắn vào thành tàu nó bị sai. Và Iran đã cho một chiếc tàu để cập bến bên cạnh cái tàu của chiếc Nhật Bản mà không bị nổ, không bị cháy, để gỡ cái quả mìn đó ra. Thì phi cơ của Mỹ chụp được tất cả những hình ảnh đó. Hôm qua Bộ Quốc phòng đã đưa ra các hình màu. Vì đưa hình đen trắng thì Iran bảo cái đó là nó lấy bậy bạ, Iran không có. Nhưng bây giờ đưa ra hình màu thì xác nhận quần áo quân phục của lính hải quân đó là của Hồi giáo Iran. Rồi cái vấn đề mìn đó toàn có những cái chữ của Iran. Cho nên đây là một cái trường hợp rất và đau khổ cho Iran. Bởi vì Iran mới trả thù bắn một chiếc phi cơ không người lái của bên Hoa Kỳ bay ở trên hải phận quốc tế ở vịnh Oman gần Hormuz. Mặc dù Iran nói rồi không, cái này là nó vào trong không vào, gọi là không phận của Iran, cho nên Iran phải tự vệ và bắn. Nhưng mà Hoa Kỳ đã đưa ra những hình ảnh cho thấy là debris, tức là những cái mà của phi cơ bị nổ tung, nó bắn rớt xuống biển, thì Hải quân Hoa Kỳ thu nhặt lại những cái miếng vụn đó ở hải phận quốc tế. Mà từ chỗ không phận quốc tế thì nó rơi xuống là hải phận quốc tế. Không thể nào nói với Iran rằng Hoa Kỳ nói láo. Và đây là một trường hợp mà ông Tổng thống Donald Trump nói một câu hay lắm. Iran phạm một cái lỗi lầm dại dột. Ông dùng cái chữ gọi là stupid. Thường thường stupid là ngu xuẩn, nhưng đây là chúng ta cho cái chữ dại dột. Iran đã dại dột khi bắn hạ một cái phi cơ không người lái của Hoa Kỳ ở hải phận quốc tế ở vịnh Oman. Đấy, mà cái chiếc phi cơ không người lái có cái tên nhãn hiệu RQ-4A Global Hawk, là một con hawk, tức là một con đại bàng, là một loại chim để mà tấn công, loại diều hâu. Đó, con diều hâu ở bên Global là cả thế giới. Đây là một loại mà phi cơ không người lái có cái bổn phận surveillance, tức là đi quan sát, đi thám thính, là một loại phi cơ không người lái gián điệp. Tổng thống Donald Trump nói rằng là cái chuyện phi cơ không người lái quan sát không có võ trang, unarmed, unmanned, không có người điều khiển. Cho nên đây là một cái loại phi cơ vô tội vạ mà Iran đã bắn bằng cái hỏa tiễn SAM, tức là hỏa tiễn đối không từ mặt đất lên đến không gian của Nga. Cái loại hỏa tiễn SAM này ngày trước Cộng sản Việt Nam cũng được dùng để bắn hạ các phi cơ khi mà vào đến địa phận của Bắc Việt. Thì bây giờ Iran dùng cái loại hỏa tiễn SAM do Nga viện trợ để bắn những phi cơ không người lái của nước Mỹ khi mà bay trên không phận quốc tế. Bởi vì cái phi cơ này nó là có bổn phận là do thám. Và từ cái chỗ do thám họ mới biết được là Iran đã đi tới tấn công các tàu chở dầu. Và đây là một trong những cái trường hợp mà hải quân của Hoa Kỳ, theo lời tuyên bố của ông Đô đốc Hải quân gọi là Air Force Central Command, ông ta tên là Joseph Guastella, ông ta nói rằng là chúng tôi sẵn sàng đáp trả Iran nếu có lệnh của Trung ương. Có nghĩa là Tổng thống Donald Trump bảo rằng là Hoa Kỳ sẽ không bỏ chuyện này. Và chúng ta thấy rằng Iran không có mục đích muốn gây hấn chiến tranh, nhưng làm những hành động dại dột và cần phải xét lại, và chúng ta sẽ có biện pháp thích đáng. Cho nên đấy là câu chuyện về vấn đề của bên Iran và tấn công các phi thuyền
phi cơ không người lái của Hoa Kỳ. Cho nên đây cũng là một cái bằng chứng để quý vị thấy rằng là loại phi cơ không người lái của Mỹ rất là lợi hại. Nhờ phi cơ không người lái mới thấy được Iran cho quân đi tấn công các tàu chở dầu. Và ông Bộ trưởng Ngoại giao nói một câu hay lắm. Chúng tôi cam đoan với quý vị con đường hải lộ của cái vùng vịnh Oman cũng như là vịnh Ormuz không thể nào bị ngăn cản. Và chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho tất cả các tàu đi lại. Đây là một cái điều làm cho Iran đau khổ. Bởi vì Iran không thể đấu lại với Mỹ, đó là chuyện mọi người đều biết. Và họ nói rằng là nếu Iran mà tấn công Mỹ thì trong vòng vài phút Iran sẽ thành bình địa. Câu nói này chúng ta có hai ý nghĩa. Chưa cần đợi đến Hoa Kỳ, ngay Do Thái bây giờ cũng đang muốn chờ cơ hội để tấn công Iran, để tiêu diệt Iran. Bởi vì hơn ai hết, Iran đã nhiều lần tuyên bố từ thời Tổng thống Ahmadinejad cách đây cả chục năm, nói rằng là ông ta muốn xóa bỏ Iran, Israel, tức là Do Thái trên bản đồ thế giới. Rồi đến tuần vừa rồi, anh chàng ngoại trưởng của Iran và của anh chàng Tổng thống Rouhani cũng tuyên bố một câu tương tự. Thì đây là một cái giấc mơ của Do Thái. Nếu Iran chạm đến quân đội của Do Thái sẽ bị tiêu diệt. Lý do là vì quý vị biết tại sao mà Do Thái người ta sợ. Vì Do Thái chính là quốc gia có nguyên tử, nhưng họ không tuyên bố. Và võ khí của Do Thái thì nó tinh nhuệ và nó tối tân hơn võ khí của Iran. Iran là được Nga viện trợ cho những loại võ khí đã lỗi thời. Cho nên nếu bây giờ tấn công với Do Thái sẽ san thành bình địa Iran trong chớp mắt. Rồi chúng ta lại có bản tin nữa là liên quan đến vấn đề chính sách di dân của Hoa Kỳ. Ngày hôm qua trong cái cuộc diễn hành và biểu dương lực lượng để ra tái tranh cử trước hàng trăm ngàn dân Mỹ, chúng tôi nói ra là có hàng trăm ngàn, nhưng thật ra là ký giả của Fox News cho biết có trên 200.000 người đến chờ mưa chờ nắng, đội mưa đội nắng suốt 2 ngày liền để được gặp và được nghe Tổng thống Donald Trump. Cho nên ngoài cái gọi là Amway Center, đây là một cái trung tâm về thể thao lớn nhất của tiểu bang Florida ở Orlando, mà do công ty Amway xây, chứa trong nhà đến 22.000 người, và hàng trăm nghìn người là phải đứng ở ngoài trời mưa trời nắng nhìn những cái màn hình đại vĩ tuyến Giant Screen để mà nghe, để mà nói, để mà lắng nghe mục kích Tổng thống Donald Trump. Thì ông ta nói rõ ràng rằng cái làn sóng di dân mới của Hoa Kỳ nhận vào lãnh thổ Mỹ phải là những người di dân có giáo dục cao, có văn hóa lớn. Bởi vì hai điều. Thứ nhất, ông không muốn những người di dân là một gánh nặng cho vấn đề welfare của Mỹ. Thứ hai, ông muốn nâng cái dân trí của nước Mỹ. Ông nói rằng Mỹ là một quốc gia vĩ đại thì dân chúng của Mỹ cũng phải vĩ đại. Và trong cái vĩ đại đó là người dân phải có dân trí cao. Điều này nói lên rằng những người Việt Nam hay là những người nào muốn tương lai xin vào Mỹ là phải giỏi. Tiền bạc vất. Bởi vì quý vị biết những người cán bộ có tiền chạy vào những đám cưới giả thì cả cái tên luật sư Lê Nguyễn Trang gì đó giờ này cũng vào tù với hàng trăm người khác. Và bây giờ có lệnh của Bộ Di trú là họ sẽ xét lại toàn bộ những hồ sơ hôn nhân của Việt Nam trong suốt 10 năm trở lại đây. Và nếu họ xét ra những hồ sơ giả, sẽ có nhiều người sẽ bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ. Khi đó các cái tay hội đoàn mà muốn ăn tiền của cán ngố nói rằng biểu tình bảo rằng chống Hoa Kỳ là nó trục xuất người Việt Nam, ngố rừng. Hoa Kỳ không trục xuất những người tị nạn Mỹ, mà trục xuất những người tội đồ. Dù có công dân hay là không, mà nếu phạm tội đều bị deportation, matter of time, chỉ là vấn đề thời gian. Quý vị có tật nên giật mình, nên lo trước. Tốt hơn nên ra khỏi nước Mỹ, đi qua Mỹ Tây Cơ mà sống thì may ra nó còn yên ổn. Còn ở Mỹ giống với Donald Trump sẽ làm tổng thống 4 năm nữa, đừng bao giờ mơ màng những cái chuyện đồng tiền không có thể làm được gì đối với nước Mỹ giàu có và tiến bộ. Rồi chúng ta lại qua một bản tin nữa, đó là bản tin một cây thánh giá ở bên tiểu bang Maryland, ở cái vùng gọi là vùng Prince George County, là cái tỉnh của
hoàng tử George. Nơi đó có một cây thánh giá đúc bê tông bạc mê từ năm 1919 đến bây giờ. Đây là một cây thánh giá có cái tên gọi là Peace Cross, một cây thánh giá đem lại hòa bình cho nhân dân Mỹ và cho thế giới. Tại sao gọi là cây thánh giá hòa bình? Cây thánh giá này để truy điệu vinh danh 49 chiến sĩ Hoa Kỳ sanh ra và lớn lên ở George County, ở cái vùng đất tỉnh George của hoàng tử George, thuộc về tiểu bang Maryland. Và cây thánh giá này đã được trên 100 năm và làm cho mọi người đều kính nể và tin vào sự thiêng liêng của cây thánh giá. Thế thì trong năm vừa rồi, có một tổ chức của xã hội chủ nghĩa, cái tổ chức này đem kiện, tổ chức có cái tên là American Honored Association, Humanity Association, là cái hiệp hội nhân bản Hoa Kỳ. Đây là cái hiệp hội của Cộng sản, của xã hội chủ nghĩa, của Obama, của da đen, là muốn tiêu diệt những hình ảnh về tín ngưỡng ở Hoa Kỳ. Cái tổ chức American Humanity Association này, nó lấy cớ rằng cây thánh giá nằm ở trên đất công cộng thì không có quyền để, là vì đất công cộng là của dân. Mà nói đến công cộng là trong nó có nhiều đạo, đạo Công giáo có, đạo Tin lành có, đạo Hồi giáo có, vân vân. Thì không thể nào để tượng thánh, tượng thánh giá. Cho nên họ kiện lên cái tòa gọi là tòa phá án ở vùng 4, ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thì quan tòa ở nơi đây đã tuyên bố phải đem giật sập cái tượng thánh giá đó. Thì cái cơ quan gọi là cơ quan Judo Watch, họ đã kiện lên tòa tối cao pháp viện. Và ngày hôm qua, tòa tối cao pháp viện bỏ phiếu 7 ông đồng ý để cây thánh giá. Có hai người phản là bà già Ginsburg và một mụ Sonota, gọi Sonia của bên Mỹ Tây Cơ. Thế thì hai cái người này phản đối, nhưng mà 7 người lại đồng ý để cây thánh giá đó là cái biểu tượng về tôn giáo và là cái tuyệt vời văn hóa của nước Mỹ. Kết quả, đến bây giờ này không ai dám đụng đến nữa, và cây thánh giá vẫn lừng lững đứng trên 100 năm nay để kỷ niệm những thanh niên của Hoa Kỳ đã bỏ mình trong trận chiến thế giới lần thứ nhất, World War I. Mà quý vị biết là thế giới lần thứ nhất từ năm 14 đến 18, 1914 đến 1918, thì tượng thánh giá thì được xây vào năm 1919. Chúng ta cao tụng tòa tối cao pháp viện đã có một tâm hồn nhân bản và duy trì cái văn hóa của Hoa Kỳ, đức tin vào Thiên Chúa và tư bản chủ nghĩa. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.